Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước thì mình đã thực sự tìm ra được sinh vật mà Tiso nhắc tới rồi các bạn ạ. Đó là một sinh vật rất là ghê ha, và sở hữu sức mạnh, đóng băng, làm chậm vô cùng khó chịu và cực kỳ mạnh luôn. Nên là sắp tới chắc là hành trình thanh tẩy cái quái vật đó sẽ còn cam go lắm đây. À mà bên lề một xíu, bữa giờ nâu chưa có bạn đời các bạn. Ồ, em ở nhà mình cũng một khoảng thời gian rất là dài rồi đó. Nên là hôm nay mình muốn cho nâu có bạn đời các bạn. Nên là ok, giờ mình sẽ lấy một ít cái khúc xương ra. Mình nhớ là ở gần nhà mình còn có một em sói khác nữa cơ. Mình chưa có thuần hóa, nên là bây giờ mình sẽ ra đó tìm coi em còn hay không á. Mình hy vọng là em sẽ không bị những cái con quái vật khác ăn thịt ha. Ê. Oh. Ở đây có thương nhân lang thang các bạn ơi. Ê, hey. Và vào mắt mình đó chính là cặp lạc đà của bác ấy. Ok, để nó đi từ từ cũng là của mình thôi. Ở kia kìa. Cái em chó sói mà mình nói là em kia kìa các bạn. Ôi, em này là em giống Shiba các bạn ơi. Wow. Ok, mình sẽ thử thuần hóa em. Ờ, chịu luôn rồi nè. Ê, 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 con kìa, định làm gì, định làm gì. Hả? Trời đất, từ từ, mình dẫn em Shiba này vô nhà trước các bạn ơi. Từ từ. What the heck? Ôi không 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 không. Phải ẵm em vô thôi các bạn ơi. Không ổn rồi. Ê. Ê. Ai vậy? Công túa hả? What what what? Oh, Enderman nhưng mà ở trên đầu có cái vòng hoa các bạn ơi. Ôi cute vậy. Ê, mình ẵm vô nhà được không? Ê. Được, con này. À, thôi 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 đi. Mình không nên sim như vậy các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng muốn thử quá à. Lại á. Ôi mình không ẵm được. Ui không. Hơi đáng tiếc á. Thôi giờ mình tập trung vào cái chuyện đó chính là đưa em Shiba này vô trong nhà để cho em bầu bạn với em xám nha mình. Ủa em nâu chứ. Đây. Alright. Hai em này chung giống á các bạn. Nên là đây, nhìn khá là xứng đôi ha. À, đã nha. Tiso thì bữa giờ ở nhà cũng mình nè à. Thôi để mình gán kiếm bạn về bầu bạn với Tiso nữa là đẹp. Ủa, cái gì à, quên, mình không ngủ ở đây được. Mình phải xuống dưới tầng hầm ngủ các bạn ơi. Khổ vậy đó, nhà có khách quý nên là nhường chỗ đó cho Tiso đi. Ok, ngủ xong rồi. Sáng dậy thì mình sẽ bắt đầu lên đường để đi tìm kho báu. À không, giỡn đấy. Đó chứ hôm nay mình sẽ chế tạo giáp rồi chúng ta tiếp tục trên cái hành trình đó chính là đi thanh tẩy quái vật băng ha. Ở đây thì mình cũng đã nấu thêm những cái đát metal. Thế nên là mình sẽ bắt đầu lấy thêm da. À, để chúng ta làm thêm một bộ phận của set giáp ha. À, coi coi. Đát metal armor plate. Ok. Giáp kim cương thì mình còn đúng không? Đây nè, còn một cái 4 vàng cũng như là 4 vụn netherite để chúng ta nâng cấp thành áo giáp netherite ha. Ok. Đây, cho vô. À, vậy là mình được nửa cái set giáp dark metal rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ thay thế cho cái áo giáp hiện tại của mình luôn ha. À, ui cái áo này nó tốt hơn cái áo hiện tại mình luôn nè. Nó cộng tới 10 giáp lận các bạn ơi. Xịn sò thiệt chứ. Mặc vô. Đấy, trông cũng chất liền. Rồi, và không thể thiếu đó chính là mình enchant nó lên. Mình sẽ cho nó full bảo vệ ha. Chậm hỏng nè. Gai không ta? Ừ, cho miếng gai luôn đi. Hả? Còn cái cây rìu mà Tiso đưa cho mình thì... Ồ, nó không enchant được. Khá là đáng tiếc luôn ha. Thôi không sao, không sao. Giờ nó cũng đủ mạnh rồi các bạn. Phần áo thừa mình sẽ để lại ở nhà. Để em thôi mất á. Rồi, hai cấn nhà chơi nha. Tiso cũng vậy. Mình thì ê trời 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 hắn hù mình vậy có ngày các bạn ơi. Xỉu cái đùng thiệt á. Ủa kìa kìa. Ê, cái con này mới sáng sớm mà kiếm mối hả? Ôi bác Văn Làng, bác có muốn cùng tôi ra khơi không? Nói thiệt, hỏi thiệt á, bác mà không cùng tôi ra khơi thì ôi trời 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 tôi. Các bạn ơi. Ê. Ôi trời, tôi vô tình.
Rồi bác dân làng, tự nhiên tôi vô tình tôi lụm được. Ui giời. Ui da, cái gà mình hậu đậu quá các bạn ơi, mình hay vô tình quá. Ai, đáng tiếc thiệt cơ chứ. Ai, thôi không sao mấy cưng. Mới mốt là đây là ngôi nhà mới của mấy cưng nha. Còn bác đó thì ok, mình có nên dẫn bác ấy vô nhà không các bạn? Mà thôi bác này đi lang thang quen rồi, vô nhà không quen đâu. Kệ, để bác đó ở ngoài đi ha. Còn mình thì chắc là mình ra khơi thiệt á. Hôm nay mình cũng muốn thử đi tới những vùng đất mới các bạn. Mà cách nhanh nhất đó chính là vượt biển thôi các bạn ơi. Sẵn tiện đi tìm kho báu luôn. Chứ mình thấy là mọi người ha, bữa giờ đi tìm kho báu dữ lắm rồi. Mình cũng phải đú chen mới được. Wow. Mới tới biển thôi mà mình gặp được kim tự tháp dưới đáy biển luôn nè. Hình như những chuyến đi trước mình chưa có khám phá thì phải. Ơ nhưng mà khoan, Codfish. Ở dưới nước có mấy con cá nhìn thấy ghê lắm các bạn ơi. Yêu, không biết là nó có cắn mình không nữa. Còn sấm sét gì nữa đây. Ê, nó có cắn. Ây, cắn cái gì? Bụp nó liền. Wow, cái vũ khí mình tính ra không cần đánh trúng các bạn, mình đánh phong long vậy thôi mà. Mấy cái con mấy con cá nó cũng ngậm đó nha. Dạ. Đừng nói ngoài biển này cũng có quái vật nữa, là mình chịu luôn á. Ok, trước khi đi tiếp thì mình sẽ ghé qua chỗ này để mình coi thử coi phía dưới nó là cái gì, để coi dưới này nó có kho báu hay gì không các bạn. A few moments later. Có vẻ là không có gì các bạn ơi. Uổng công mình đào tuốt xuống dưới à. Trời đất ơi, bị bịp rồi. Có điểm nha, mới ra khơi mà toàn cặp chuyện gì đâu không à. Rồi lên xuồng tiếp. Ê cái gì đây. Ê con Midnight Lurker nó cũng đú đỡn nó ra đây với mình kìa các bạn. Kể cả con Yeti. Ui no, mình nên kệ nó đi các bạn ơi. Cho nó bơi đi, mình đi trước. Gì đây? Ê mình bị cái giật kì. Gì ow. No. Ui sao nó dí mình nhanh vậy. What the heck. Ow. Mình thì lại không đánh nó được. Oh no. Không ổn rồi các bạn ơi. Ơ kỳ vậy. Mình không hề đụng vô người được nữa. Ui hai con luôn. Kể cả kỹ năng đặc biệt cũng không tấn công được nữa. Oh no. Thôi. Mình chỉ còn nước là đi tiếp thôi các bạn. Kệ nó. Hả? Ê, đa ra cư. Oh. Mình gặp được đa ra cư giữa khơi các bạn ơi. Ê, bây giờ mình phải tìm cách đẩy đa ra cư vô đất liền mới được. Hoặc là mình phải ẩm đa ra cư vô đất liền. Ê à, khó rồi. Mình sẽ trang bị bét gà vô để mình coi mình có bơi nhanh hơn hay không á. Ồ có vẻ là nhanh hơn tí đó các bạn. Được, ẩm đa ra cư vô đất liền thôi. Ây da, bữa giờ trốn mình hơi xa đó. Rút kinh nghiệm từ lần trước, chuyến này về á là mình sẽ lập tức đặt tên cho đa ra cư ha. Ok, vô trong thôi đa ra cư. Assimilator. Ôi trời ơi, nó bị mấy anh golem mình đánh. Bỏ chạy luôn các bạn ơi. Wow, phải công nhận là đầu tư nguyên cái dàn golem này chất lượng thiệt. Ê, một cái con quái vật thứ dữ mà nó cũng phải sợ các bạn. Nó bị đánh. Nó đang bị golem đánh. Cố lên mấy anh, chửi con này thấy ghê vậy. Cố lên anh golem. Anh golem ổn không vậy? Không, chưa, từ. Mình phải lo cho anh golem nhà mình cái đã. Không thôi, ảnh ngẫm đó. Ổn anh ơi. Trời ơi, đánh 500 hiệp với con kia hay gì ấy. Anh nào bị thương, anh này bị thương nè. Chữa thương lại liền. Trời ơi, anh này chơi khô máu luôn. Không biết hạ được nó chưa nữa. Nhưng mà có vẻ là được rồi đó các bạn. Wow. Rồi, đa ra cư vẫn còn đây. Nice. Giờ mình sẽ lấy thẻ tên ra. Đây mình có khá là nhiều nè.
đặt cho Daraken một cái tên ha. Ok, giờ mình sẽ hy vọng là bạn ấy không có biến mất ha. Đó, trời, vậy là bữa nay Nâu cũng có bạn bầu bạn nè, Tiso cũng có Daraken bầu bạn luôn. Tuyệt vời chứ. Đừng có biến mất nữa nha. À, nói chuyện cái coi. À, ok, không thèm nói chuyện với mình. Không thèm thôi, giận rồi. Xúc dữ không biết nữa. Rồi, tiếp tục ra khơi thôi các bạn. Ui da, mặc dù... À không, no. No. Cái con này nó muốn khô máu với mình hay gì á. Lời đây. À, khô máu với người luôn. Chặt hắn một cái nè. Skin tone cơ hả? Bữa nay là mình sang chính luôn các bạn. Mình đã biết sức mạnh của vũ khí mà Tiso đưa cho. Ê! Ui, con Monkey. Ui không. À. Mình sẽ chặt nó tiếp. Một nhát nữa. Giỡn mạc. Ui, nó được. Cái nó làm tới các bạn ơi. Hắn là Herobrine chứ không phải Steve các bạn ạ. Oh no. Cái cả... À, con Skibidi The Weller này. Mình không ưa nó lắm, hôm qua nó dí mình mấy lần. Người đâu? Skibidi The Weller. Xuất hiện đi. Bữa nay là mình đi săn ngược lại rồi các bạn. Nay lọc liều rồi. Ui, sinh vật gì vậy? Tortue. Oh my gosh. Ê, con này nó to lắm các bạn ạ. Ê, nhưng mà nó bị mình đánh liên tục nè. Nó không đụng vô được người mình luôn. Một cái nữa. Ê. Ủa? Vậy thôi đó hả? Ê, hình như cái vũ khí Delirium này á, nó có thể làm cho cái địch yếu đi hay sao á. Mình gần như là không thấy bọn chúng đánh mình các bạn ạ. Wow. Được thật sự. Có vũ khí này, bữa giờ là mình chỉ bị đúng cái con gì ta. Con quái vật băng các bạn. Nó bán hành thôi. Còn mấy con khác thì mình có thể bán hành ngược lại rồi. Còn cục này mình thấy là có điểm lắm. Thôi mình đập đi các bạn. Các bạn. Ui. Wow. Cá bạc mà cũng có đôi mắt phát sáng giống như là Herobrine luôn. Quay ghê vậy. Sau tất cả những chuyện vừa rồi thì mình vẫn không từ bỏ quyết định đi ra khơi của mình các bạn ơi. Mình vẫn sẽ ra khơi ha. Để chúng ta đi tìm vùng đất mới mới được. Không biết là mình có thể tìm được cái vùng mà nó trồng bí ngô đặc biệt không ta. Tại vì những cái chỗ bí ngô gần nhà mình đã kiểm tra hết rồi. Nó không phải là những chỗ bí ngô đặc biệt các bạn ạ. Nên là chúng ta không có mần ăn được gì hết. Kho báu. Ê, các bạn tìm được kho báu chưa? Chứ mình là sắp tìm được kho báu rồi nha. Mình xin trước đây. Để coi. Trong này có gì nào? Let's go. Đục một cái đường đi vô ha. Đó, trong này sẽ cho mình cái 500 cho ba lô, một ít khoáng sản. Thế rồi. Ủa, còn cái bản đồ đâu ta? Hay là bản đồ ở tầng dưới nhờ? Để mình kiểm tra tầng dưới thử coi. Phải có cái bản đồ chứ. Đây. Thường là bản đồ sẽ giấu trong này nè các bạn ơi. Và coi nó sẽ cho mình cái gì ha. Ui, có đúng cái bản đồ. Thiệt luôn á. Rồi, phía bên này thì cũng sẽ cho mình thêm mấy cái bát súp đáng ngờ. Tí mình sẽ ăn để test nhân phẩm ha. Rồi, giờ thì đi tìm kho báu luôn các bạn ơi. Cạnh đây nó còn tiệm pizza nữa. Ê. Ui da. Trời ơi, ăn súp độc nữa. Cái quần đùi gì vậy? Nhỏ tới vậy luôn hả? Và theo hướng kho báu chỉ thì chắc là mình phải đi qua bên này nè các bạn. Để mình sẽ dò thử ha. Hy vọng là đúng hướng. Yêu. Ở dưới có mấy cái con giang hồ biển kìa. Nhưng mà kệ nó. Mình bận đi tìm kho báu rồi. Phải tranh thủ mới được. À, mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Love Fruit cũng như là Game Pass á, thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Giờ thì Lộc sắp tìm được kho báu rồi các bạn ơi. để cài. Hình nó ở trước mặt mình luôn nè. Đúng không ta? Ủa, chưa tới nữa hả? Ui, xa vậy? Và kho báu có vẻ là nằm ở ngay cái bãi cát này. Mình sẽ bắt đầu tiến lên gần một tí để chúng ta bắt đầu đào xuống phía dưới ha. Rồi, ngay đây luôn.
Rồi, đào ra thôi. Đó, và... ta-da! Trời ơi! Cái khô báu này nó cùi bắp thiệt sự luôn. Thì à, không biết các bạn tìm được khô báu gì chứ khô báu của mình là... Ô... Trời đất ơi! Cái con này nó làm mình giật hết cả mình. Thiệt luôn á. Trả giá đi! Trả giá đi! Please. Ban ngày ban mặt đó. Hello, motherfucker. Ui, nữa hả, nữa hả? Thôi thôi thôi, mình không muốn va chạm đâu. Tha cho tôi đi. Trời ơi, đã tìm được kho báu dởm rồi mà còn bị hù, bị săn như vậy nữa. What? Phía đằng kia có phải là dân làng hay không? Mình phải bứt tóc lảng đẳng mới được các bạn ơi. Trong nhà thì bác ấy có cái giường, nhưng mà khoan, mình không nên ngủ nhờ giường ta đâu các bạn. Có một ít mật ong nè, cũng như là pumpkin spirit. Ui, nhưng mà cái anh này rất là thân thiện nha, hình như là làm giường tiếp cái bé dân làng đó các bạn. Ủa? Ủa, nhưng mà cái bé dân làng đâu rồi? Hả? Ừ, nãy giờ mình ghé đây mà không gặp. Oh no. Oh no. Bé dân làng ơi. Bé dân làng đi đâu rồi các bạn ơi? Không thấy bác ấy luôn. Ê, có lẽ nào bác ấy bị kẻ sát nhân lụm rồi không? Nữa, con Midnight Lurker nữa. Không chơi với con đó đâu. Ây da. Ê, kia là cái con rơi ra cái Dark Metal để mình có thể mang về và chế tạo kìa các bạn. Ủa, đây còn cái... Wow, còn có công trình gì nữa. Từ từ, mình săn con này trước. Thì chúng ta cày tài nguyên ha. Ok. Sau đó thì mình sẽ vô thử trong công trình này. Ê. Nó bịp mình các bạn ơi. Yêu. Nữa, con Skibidi này. Skibidi the Weller hả? Ở đây. Sợ Skibidi the Weller. Nó cứ làm mình bị giật mình á. Rồi thêm cái con Monkey nữa. No. Mình không muốn chơi với nó đâu. Nhưng mà bắt buộc rồi các bạn. Ủa sao tới tôi vậy? Tại người ép ta đấy. Nó ép mình vô đường cùng các bạn ơi. Mình sẽ xử nó luôn. Tại người ép ta chứ bộ. Ui, mà tự nhiên tối thui vậy ta. Ê, có con nào xuất hiện gần đây không vậy? Ừ, giờ mới đi. Ủa, đây rồi. Ôi, tiếng hét của ai vậy? Khoan các bạn ơi. Ôi dạ, mình đã tìm ra được cái khối bí ngô đặc biệt. Ê, cung anh nó phốt. Mình biết ngay mà. Tự nhiên tối là có đêm liền. Chưa, từ từ, mình phải chuẩn bị lại cái đã. À, chúng ta chuẩn bị đập cái khối này để chúng ta triệu hồi quái vật bí ngô ha. Ok. Gì dạ? Ây da, cái tên này. Trời ơi, zombie câu cá. Rồi, lại nè. Đập một cái. Ủa? Ủa, kỳ vậy? Hay là mình phải đập bằng tay không ta? Oh, có gì đó sai nhỉ? Ui trời, sao Herobrine xuất hiện liên tục vậy? Ok, mình sẽ lụm nó luôn. Giờ chưa triệu hồi được thì mình lụm luôn các bạn. Chỗ này bắt đầu bất ổn rồi. Ê, kia là con The One Who Watches. Mà trong cái này vũ khí mình nó có đề cập là có thể đánh được con này hay sao các bạn ơi? Khô máu luôn. Vô. Let's go. Ê, mình tấn công được nè, mình tấn công nó được. Người lại đây. Hôm bữa nó dí mình các bạn. Mình ghim liền. Oh my chuối. Bữa nay mình gặp được cái giống cụ đặc biệt các bạn ơi. Giống cụ cái gì?
Ui, nó có cái mỏ chà bá lưỡi y rang cái bác dân làng miệng bự luôn. Ui, nữa rồi đó. Nữa rồi đó. Tự nhiên mình thấy tối tối màn hình. Ê, sợ nha. Ok, trở lại nào. Ê ê, phép phần rim. Ây da, ây da. Ui, nó dí mình. Không sao, bữa nay mình có thể hạ được nó các bạn. Yên tâm. Ổn nha. Ê, cái con cụ kia nó đi đâu rồi? Ây da, chưa kịp xử nó nữa. Ui, Thôi, cái chỗ này mình không nên ở lâu các bạn. Chắc mình sẽ kiếm chỗ nào đó an toàn để mình nghiên cứu cách triệu hồi cái con quái vật bí ngô. Cái gì vậy? Ây da. Ui da, nó hất tung. Oh no. Chạy thôi. Ơ, dân làng. Ôi, mình được nương tựa rồi các bạn ơi. Quan bệnh với dân làng thôi. Không ông bên kia đâu, thấy ghê. Ấy. Ê, cướp dân làng. Ôi no. Thôi. Ngủ. Ê à, cho tôi ngủ đi. Rồi. Sáng dậy là tới cu kiệu. Tên nào? Cướp bóc gì ở đây? Xử hết các bạn. Ban ngày là mình lấy lại sự tự tin rồi. Tên cướp nào bước ra đây hết cho ta? À, phù thủy à? Phù thủy hả? Tên này bắn cái gì? Bắn cái gì? Còn một tên ở dưới nữa các bạn. Ui. What? Ủa sao Daraku ra đây được vậy? No. Hình như đây là Daraku khác nữa các bạn ơi. Ờ. Không chịu ở nhà mà đi chơi với mình à. Ở đi theo mình chơi à. Trời ơi, bó tay thiệt. Rồi, mình sẽ lần lượt giải cứu những anh golem bị bọn cướp. Nữa hả? Thôi. Ê! Xuống đây, ngồi xuống đây. Con kia. Ừ, xuống đây. Mình cho nó chìm dưới luôn các bạn. Nó bị golem gõ cơ. Này thì Skibidi đều quen lơ hả? Ây. Ui, nó bị anh golem đánh xong sang chấn tâm lý rồi. Xong nó còn lên nhạc nữa chứ. Khó chịu thiệt á. Mình sẽ xử con này trước. Rồi, tiếp theo là con này. Skibidi the Weller hả? Bắn nó. Trả giá đi. Hên là nãy mình có đem theo dây nè. Giờ mình sẽ giải cứu anh golem ha. Mình sẽ đập chỗ này ra. Rồi, ok. Tạm thời anh golem đã tương đối là an toàn rồi đó các bạn. Dưới này thì vẫn còn anh golem bị bắt. Giải cứu nốt luôn. Rồi, xong phim. Mấy ảnh được tự do hết rồi đó. Đúng rồi. Ui, trời ơi. Mình trở lại đây để mình giải đáp cái thắc mắc các bạn à. Tại sao cái này không kích hoạt được các bạn? Thì cái tên dân làng miệng bự lại xuất hiện. Sao? Người muốn cái gì? Hả? Muốn cái gì thì nói liền. Hả? Mình đánh nó xong là nó bị suy yếu á các bạn. Nó không có thể gây đam lên người được mình á. Mà nó vẫn thích cà khịa mình. Bực thật sự. Ui, kia là con gì vậy? Người nó phát sáng đấy, ghê quá. Ui, hero ra. Ê, skin stone cơ. Cứ mỗi lần mình quay lại đây là y như rằng có điểm á các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đập lại cái cục này. Nó xuất hiện rồi. Nó đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ôi mày chui. Ow. Ê, bây giờ mình một cân hai bất đắc dĩ rồi. Ê, vũ khí mình bị rớt. Ấy. Ui không, mình phải hạ con skin stone cơ trước. Sau đó mình sẽ chiến đấu với cái con boss kia. Nó cưỡi ngựa các bạn ơi. Kìa. Wow. Nó có cái đầu bí ngô và cưỡi ngựa trông rất là chiến luôn. Nhưng mà mình có súng. Sức mạnh tuyệt đối. Ê, nó né. Trời đất, bắn hụt rồi.
cái nữa. Ê, hết đạn. No. Đỡ khiên nè. Trời ơi, nó có nâng cấp ăn trộm vũ khí các bạn, cực kỳ khó chịu luôn. Ê, mình đang dần bị nó áp đảo nha. Con này mạnh đấy, không đùa đâu. Nó 1000 máu lần các bạn. Yêu. Mà nó còn liên tục ăn trộm vũ khí nữa. Trời đất. Không ổn rồi, nó đâu rồi? Ở đây đây, nó chạy qua đây. Ok, xử lý nó lẹ. Ê, nữa rồi. Mình cực kỳ ghét cái năng lực ăn trộm vũ khí của nó luôn á. Man from the fog. Nữa à, nó tới rồi. Đừng có lại đây, đừng có lại đây con kia. Đừng có lại đây. Cái gì mà nhiều vậy? Quá là nhiều, quá giật luôn. Man from the fog à? Ta sẽ liệu với ngươi. Này thì là Man from the fog. Trời đất ơi. Ủa, tôi đánh nhau với boss Bumpkin sơ mà, chứ đâu có đánh với mấy con này đâu. Khó chịu thật. Trả giá đi, trả giá đi. Này thì cà khịa. Cà khịa. Rồi. Đánh từ tối cho cần tới sáng. Ấy, con gì vậy? Nó bay được kìa. What? Ấy, rồi cái chiến binh kia đã biến mất rồi. Ai Shiba. Ủa? Ủa cái gì vậy? Ủa cái hiệu ứng này sao giống như là Slumbering Omen vậy ta? Ồ. Ồ. Uầy. Bữa nay chúng ta biết thêm một boss khác. Trời. Iron Golem đánh Herobrine. Ui, cái anh này thật là dũng mãnh các bạn ạ. Anh thật là liều. Trời ơi, đánh Herobrine tứ bụi luôn kìa. Wow. Anh này là chắc chắn mình phải dẫn về nhà cho vô hàng tuyển các bạn. Quá dữ anh ơi. Quá dữ luôn. Đi, đi theo tôi về nha. Tôi kết anh rồi đó. Ôi lộn, lấy cọng dây mới đúng chứ. Rồi, theo tôi về nha. Đây, anh này là mình sẽ để trước nhà ha. Sau đó vô trong, mình sẽ lấy một cái thẻ tên các bạn. Anh gì, anh này quá là đặc biệt luôn. Nên mình sẽ đặt cho anh là anh Đại. Rồi, chúng ta sẽ có anh Đại đây. À, quá dở luôn. Ủa đúng tiếng Anh không trời? Bích là bự, brother. Ừ, chắc đúng rồi đó. Mà đã là anh bự rồi thì không thể nào mà yếu máu được đúng không? Chữa thương là cho anh bự luôn. Đấy. Uầy. Và hôm nay mình phát hiện ra một tin động trời nữa các bạn ơi. Là có cả boss Sir Pumpkin gì đó mang hình hài là... Ui, cái gì đó? Đừng có hù nữa. Ace mang hình hài là một bộ xương, nhưng mà đội cái đầu bí ngô và cưỡi một con ngựa đen. Trông rất là dũng mãnh luôn và cực kỳ mạnh luôn nha. Đã vậy thì còn gặp tên Herobrine nữa. Ghét thế nhờ, nay hắn hù mình nhiều hơn á các bạn ơi. Ai xa. Không được rồi. Sắp tới mình phải tìm cách để tăng cái khả năng chống chịu của mình, hoặc là tăng sức tấn công thêm một tí mới được. Chứ giáp lá cà có vẻ là mình vẫn không lợi cái tên Sir Bumpkin đó. Rồi, và nhiệm vụ ra khơi của mình thì cũng tương đối là thành công ha. Vì chúng ta đã triệu hồi ra được Sir Bumpkin lần đầu tiên. Giờ thì chắc mình sẽ đi thêm một chuyến nữa để chúng ta đi săn quái vật băng ha. Không biết là mình có săn được hay không. Ví dụ mình săn được thì mình sẽ dễ dàng thanh tẩy được quái vật băng hơn á các bạn. Ê, khoan, cất vũ khí vô liền. Mình phát hiện ra gần nhà mình có những cái chỗ Ủa cái gì vậy? Ê, có lẽ nào? Hả? Hình như quái vật băng xuất hiện ở gần đây các bạn ơi, nè.
Ui da. Ở đâu vậy? À ngay trên này. Oh my gosh, có trái tim băng giá luôn kìa. Ghê vậy. Mình phải làm liều đó các bạn ơi. Mình phải thử chiến đấu với sinh vật này mới được. Từ đó chúng ta mới tìm ra cái hướng để thanh tẩy. Ê, dạ, lại là tiết lúng. Mình cực kỳ ghét tiết lúng luôn á. Nữa kìa. Hôm bữa nó báo hại mình một lần rồi. Lần này chắc sẽ khác thôi các bạn ơi. Ok, áp sát, áp sát. Nữa, tiết lúng không vậy? Rồi, thử tấn công nào. Ê, mình tấn công được nè. Ê. Ow, ow. Oh no. Đó là mồi nhử thôi. Mình bị dụ rồi. Ai. Chua chơi đi. Ui da. Liên tục đóng băng mình luôn. Kinh dị quá các bạn ơi. Ôi mình bị dính sức mạnh của quái vật băng kia ghê quá. Mất máu liên tục luôn á. Mình mà không dùng bét là mình không sống nổi đâu. Ok mình hết rồi. What? Trời ơi. Chỉ cần một đòn duy nhất thôi mà đã làm mình chao đảo như vậy rồi. Ơi biến mất rồi. Vậy là mình thật sự chưa phải là đối thủ của quái vật băng kia rồi các bạn. Chắc còn lâu mình mới thanh tẩy được quá. Mà còn bị cà khịa nữa. Mình ghét mấy con này quá à. Giờ mình không sợ nó nhưng mà mình chỉ khó chịu với nó thôi. Nhất là con Skin Stalker nè. Nó xuất hiện cực kỳ nhiều luôn á. Đấy. Khị khịa xong rồi biến mất. Cay thiệt sự. Thôi. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Nhờ cái trận chiến đó mà sắp tới chúng ta đã có hướng để có thể thanh tẩy được quái vật băng tuyết kìa ha. Rồi, và hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm ra cách kiểu như an toàn hơn khi mà thực hiện quá trình thanh tẩy đó. Bởi vì các bạn cũng thấy rồi đó, quái vật băng không hề dễ dàng thanh tẩy tí nào. Với năng lực siêu cấp đóng băng luôn. Mà đóng băng cực kỳ mạnh nữa chứ. Ui, hai con này. Oh no. Ta đã không muốn kiếm chuyện rồi. Các ngươi cứ tới gây sự hả? Thích thì chịu. Sáng sớm rồi đó mà nó cũng tới nhà nó dí mình các bạn. Ghét thiệt sự không? Một con rồi đó. Một con này nữa. Thử nốt luôn. To tuôn nè. To tua nè. Ây da. Vô nhà. Quá trời quá đất rồi. Thiệt tình luôn á. Hôm nay quả thật là một ngày cũng bất ổn không kém các bạn ạ. Nhưng mà không sao, ít ra thì mình vẫn còn sống sót để trở về ha. Và thành công của mình nhất trong ngày hôm nay chắc đó chính là mang Daraku về để hoàn thành nhiệm vụ mà Tiso đã bàn giao cho mình lúc trước ha. Và sắp tới có thể là mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái nhiệm vụ còn lại mà Tiso nhờ mình. Biết đâu mình lại nhận được một món quà bất ngờ thì sao. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovefruit cũng như là Game Pass thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Đến shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fog và thanh tẩy những quái vật còn lại. Bye bye.